thì năm 36 tuổi ngài trở thành linh mục của Chúa và 41 tuổi trở thành vị giám mục. Một cuộc đời rất nhanh ở từng thăng tiến. Thế nhưng mà thăng tiến là ngày đấy, khi mà bước theo Chúa thì ngài sẵn sàng để được trở thành một tâm hồn để phục vụ bằng tinh thần phục vụ, bằng tinh thần yêu thương. Cái cuốn tự tình được viết 10 năm sau khi mà ngài trở lại, để rồi ngài nói với những tâm sự của ngài đối với Chúa, và ngài đã để lại rất nhiều tác phẩm cho hậu thế. Người ta nói rằng bất cứ một lãnh vực thần học nào thì cũng thấy có sự công tác, cũng thấy có những cái suy tư của thầy Thánh Huấn Đi Đồ. Cuộc đời dành cho Chúa, khi đã bước theo Chúa thì ngài đã dành tất cả cho tình yêu của Chúa, và ngài đã dùng tình yêu để tác cả bằng trong tình yêu, bằng việc chăm sóc, bằng việc yêu thương những người xung quanh, những người ngài cai quản, những người chính người ngài. Tâm tinh thần của một con người, của một vị đại thánh ở đây đã yêu thì yêu đến mình, và chính vì yêu mà ngài đã cảm nghiệm và ngài biết Thiên Chúa. Bởi vì như Thánh Gioan nói, không yêu thì không thể biết Thiên Chúa được, và chính vì yêu mà ngài Quỳnh Tino đã cảm nghiệm, đã thốt lên những lời tâm sự từ tình yêu. Là Chúa con đã quản cho đến khi con được kỷ yên trong Chúa. Xin Chúa qua lời truyền cầu Agustino cho chúng ta cũng biết cảm nghiệm tình yêu ở trong cuộc sống, bởi vì khi chúng ta biết yêu là chúng ta đang tìm gặp Thiên Chúa, yêu qua người anh em của mình, để rồi chúng ta cũng có thể qua thể hiện tình yêu đó cho chúng con được thể hiện tình yêu với Chúa. Xin Chúa chúc lành và cho chúng con biết noi gương cá nhân để sống một tâm tình, một tư tình